Chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Em Zippo này rất là đặc biệt nha anh em. Đây là thiết kế của nhà thiết kế họa sĩ người Italia Claudio Mazzi nha anh em. Em Zippo này nằm trong series Mazzi Collection mà ông Claudio Mazzi, họa sĩ người Ý gửi tới những anh em yêu mến Zippo, fan của các dòng Zippo trên toàn thế giới nha anh em. Với chủ đề bàn trắng và lá quất kỳ Mỹ trên nền nền trời màu xanh, có những áng mây màu trắng rất là đẹp luôn anh em. Chủ đề em Zippo này là nước Mỹ tự do ha, hay còn gọi là tầm nhìn tự do nước Mỹ ha. Em này rất là đẹp đó anh em, mang tính nghệ thuật rất cao. Hàng tuyển ha, em này xuất thị trường châu Âu anh em. Hãng không có sản xuất đại trà đâu. Mình mới tuyển về được ha, lâu lắm em nó mới xuất hiện trở lại. Mình trên tay giới thiệu nhanh tới anh em ha. Anh em nào có duyên rước em nó về thì cứ alo trực tiếp mình nha anh em. Hàng full box, hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ nha anh em. Zin từ A tới Z chưa hề đụng chạm gì tới hết. Anh em sử dụng hoặc làm quà biếu, quà tặng cho người thân bạn bè nhân dịp Tết đến xuân về cũng rất là ý nghĩa đó anh em. Số điện thoại mình là 0909 828 779 nha anh em. Mình để số điện thoại và trên tiêu đề clip và ở dưới mô tả luôn ha. Anh em nào có duyên rước em Zippo Maxi đại bàng quốc kỳ Mỹ này thì cứ alo trực tiếp mình nha. Giờ mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước cho anh em nha. Rất là nghệ thuật ha anh em. Hình ảnh chú đại bàng cũng rất là thần thái luôn anh em. Toàn thân em nó là bạc bụi ánh kim ha, nó toát lên sự nam tính sang trọng lắm. Em nó đây lõm nha anh em. Hàng chính hãng với bộ Mỹ nha, chưa hề đụng chạm gì tới hết. Anh em nào đã có dịp ủng hộ bên mình thì quá rành với bộ Tuấn Nguyễn ha, uy tín với anh em nào giờ. Về giá em Zippo này anh em alo trực tiếp mình nha anh em. Em này thì nó thay đổi giá tùy thời điểm anh em. Mình không có giá cố định ha, anh em alo trực tiếp mình báo giá chính xác thời điểm anh em lấy cho. Nó trên cao hơn mấy em bình dân một chút nha anh em. Tại vì nó hàng đặc biệt xuất thị trường châu Âu quá anh em. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em nó anh em vô trang Facebook mình, đường link mình để vô mô tả ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, đừng quên ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn màu đỏ ngay dưới chân clip luôn nha. Để tiện lựa chọn Zippo bên mình nha anh em. Bên mình thì luôn luôn bán hàng zin chính hãng Zippo Mỹ full box. Bên mình ship toàn quốc luôn nha anh em. Anh em cứ alo là có hàng tới tận tay cho anh em chơi nha. Còn anh em nào có duyên với em Zippo Maxi tại bàn quốc kỳ Mỹ này thì cứ alo trực tiếp mình nha. Xịn bên mình anh em yên tâm ha. New full box, hàng đặc biệt nha anh em, xuất thị trường châu Âu nha. Hộp đựng full box đầy đủ ha, giấy tờ kèm theo. Rồi cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn nhiều sức khỏe, an lành, năm mới thịnh vượng, vạn sự như ý nha anh em. Tấn tài tấn lộc. Tạm biệt anh em.